ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានម្ហូបថ្មីមួយមុខទៀតហើយគឺបាយឆាស្អំបួសជាមួយនឹងត្រីបួសណាអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំយើងក៏មានច្រើនទេគឺយើងមានស្អំត្រីបួសហើយនឹងគ្រឿងទឹកទឹកម្ទេសពេញប៉ោះអីហ្នឹងគ្រឿងយើងទៅប៉ុណ្្នឹងឯងហើយរបៀបធ្វើរបស់យើងគឺមាននៅខាងក្រោយនេះឯងទៅទៀតមើលទាំងអស់គ្នាណា ហាន់ត្រីណាយើងហាន់វាជាក្របល្អិតល្អិតមកព្រោះយើងឆាបាយអញ្ចឹងហាន់អញ្ចឹងទៅដៃយើងថ្នមបន្តិចយើងទៀតបាយយើងក៏ប៉ិតយើងចៀនហើយចាំយើងហាន់ក៏បានដែរគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ហាន់ឲ្យហើយអញ្ចឹងវាលឿនឆាប់បាញ់ញ៉ាំអញ្ចឹងនេះជាក្របក្របអញ្ចឹងមកយើងប្រើដៃយើងថ្នមបន្តិចទៅព្រោះយើងចៀនហើយហាន់នឹងវាសាច់វាស្អាត ប្រកបទាំងហើយយើងយកដាក់ចានហើយយើងយកទៅចៀនតោះឥឡូវយើងដាក់ប្រេងឆាចូលបន្តិចបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ត្រីបួសចូល
đi trốn. Lấy to vẹn đã bài trốn đấy. Bài to mình cũng chẳng thể cắt nhau. Dương thì bỏ vi trốn hẹp sọc tới. Bỏ lại chẳng lại lại không đường thì kiệt sân. Ta tập tên một tí. Tập tên như đã, tập một tên như đã, hay là tập tình phòng ở đó. Tập tình phòng có những đã đầm tình này và đã chờ này. Thế thì kiệt đó. Thế thì con nâng ba này. Bỏ lại chồi sọc tới. Và lỡ dân thêm thật sự yêu mình tích. Tỏ, dân cha cho bỏ lửa sọp đó nè. Ở viên sọp đi cho chít khí. Đứa dân đã hơi ở hời. Dân dân về chân tới ở viên cho chít khí ngành. Thế là mình tích chết cứ nhằm bàn hời. Ok, ở lỡ đo vệ dân rồi mình bảo lấy. Mình bảo dân tích chết máy rồi, tích chết cái bàn này. Chỗ bị chắp chết ngay nhé. Ui, cậu bu chụp hơi chẳng. Thế, dân đặt mình bảo hơi không? Cha cha viên chị tứ. Ok, lỡ bàn nhà mới cho anh ấy dân ưu đại cha đấy nè. Ok, tỏ bài trà xong dưỡng chân hai nè. Ô hồi, tụm nường nè nè. Mà nhằm tặng ở khả nì. Bởi chân cái hạc bài trà xuôi. Không ai dân cái hạc bài trà xong. Bài trà xong chỉ mùi nâng trị bùa.